Rất là xúc động, nhưng mà phải thông báo với quý vị với anh là hôm nay không phải sinh nhật Eliwon. Sinh nhật Eliwon. Tập lên sóng tập 1 là 18 rồi, cho nên là cái này là cho tập 1. Hôm nay là sinh nhật của Quang. Hư thế này. Đẹp cái gì mà đẹp, làm cái hư tóc của tôi hết rồi. Ôi, tôi như làm đẹp đó bây giờ chết rồi làm sao giờ chẳng lẽ gội đầu đi em. Rồi tháo tóc hết ra. Bên này em làm đẹp hơi đẹp. Quay thì kêu kia nó làm. Bây giờ cái của máy quay máy đó không có quay đây mà nó quay bên đây nè. Mà cái tóc của đi nó hư hết rồi. Chị lấy cái gì quay? Chị ơi, chị nhưng sao ngay máy bên này của chị Trinh. Chị nói rồi là máy quay không có quay hướng này mà quay hướng kia kìa. Làm rồi đi. Mà giống như là em quay cái, giống như là người ta đâu có ai quay cái đầu phía sau của chị đâu, đúng không? Đó, thì chẳng lẽ bây giờ quay cái phía sau mà làm thì không có lấy cái biểu cảm của chị. Ủa, tóc phía sau đẹp nhưng mà đâu. Ủa, phía sau đẹp nhưng mà có thấy hình đâu. Cái gì? Thôi em đi gội đầu đi. Em chắc em phải gội đầu, phải kêu ghi nó làm tóc cho em lại quá. Chịu vậy không ổn rồi. Làm vậy nó săn chấm tâm lý, em không có làm việc. Khoan, săn chấm tâm lý là cái gì? Đâu, em nói lại nha. Săn chấm tâm lý. Săn chấm tâm lý nha. Đẹp hơn xíu nữa là được. Bên đây ok nè. Dạ, bên chị có okay. Nhìn trên hình thôi nha, chị không có nhìn này. Bên đây không, chưa ok. Dạ, chưa ok đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Okay. Mà máy camera là từ bên đây bắt chị đó. Đó, thấy không? Là mặt chị xấu thì đó. Nó nói vậy hoài làm sao mà người ta làm được thật sự luôn á. Nè, cái đầu ở đằng sau rất là xinh nè, rất là dễ thương nè. Nhưng mà quan trọng là đang hư cái máy của em rồi, em không có tự tin quay được trước em rồi. Nói đằng sau con được ngắn nhất chưa? Quá xinh. Ai là tóc Diêu Nguyễn làm tóc cho mọi người. Nhưng mà lên hình thì xinh em ơi. Vậy ha, vậy thì kệ. Rồi, chỉnh trang lại cho chị đi, rồi cho chị ra quay nè. Rồi, ra quay. Hôm nay chị Harry quay chương trình vậy ta ha. Tôi nói rồi. Nó chị là giờ đỡ không? Em kéo lên rồi. Cái này xinh quá. Hôm nay có ai làm tóc cho Harry đẹp quá nè. Cái tóc ở ngoài là Gieo làm hết. Cái quan trọng nhất là cái tóc dễ thương của em. Đúng rồi. Gieo làm luôn hả em? Không, cái đó là con má. Cái này là con của Gieo làm. Cái này là tóc dễ thương kiểu Harry nha mọi người. Dễ thương của Harry có nghĩa là ê, nó xoáng ở đây xíu. Nó giống như là vừa có mà vừa không có. Nó giống như là có nhộng nhẹo và có lố quá mà cũng không có nhộng nhẹo mà lố quá. Vậy và ai làm đây là đây. Đây. Đó, đây là con Gieo. Con của Gieo làm. Còn đây là Gieo. Hồi nãy giờ làm sai đúng không? Làm bên đây lâu quá không làm cho em. Chết rồi. Con Gieo ơi, chắc là về học lại cái vụ này nha. Học lại vừa cái cộng nhộng nhẽo nha. Mày rảnh Gieo. Cộng nhõng nhẽo hay thử là đọc tên cái cộng nhõng nhẽo nha. Đó.
cọng nhõng nhẽo của Harry nha. Đó, đây là bạn Khiết nè. Đó, làm cọng nhõng nhẽo nha, tác giả của cọng nhõng nhẽo. Còn mấy con nhỏ này là chuyên môn chét kem chi khuyết điểm lên người toàn bộ người Harry nha.